Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB. Đầu tiên cho em chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe để thực hiện những cái niềm đam mê bất tận của mình các bác nhé. Đấy. Ở video này thì em sẽ giới thiệu cho bác một số cái mẫu bơm tay cao cấp các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý đây đều là những cái dòng bơm tay cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Đặc biệt là khi các bác mua bơm sẽ được tặng theo khuyến mại mua một tặng theo một lọ dầu silicone như này nhé. Đấy. Khi các bác mua thì sẽ có theo một lọ dầu, một túi ống sim, một túi bông, một cà lê đa năng. Em tặng cho bác thêm một lọ dầu trong cái video ngày hôm nay nhé. Lọ dầu này thì tặng thêm các bác một lọ nữa để về anh em nhỏ dầu vào bơm, nó bôi trơn tốt, bơm của mình nó sẽ bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Đấy. Còn trên đây là bốn cái mẫu bơm tay cao áp đang được bên em bán ra trên thị trường, được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Vì cái những cái mẫu bơm này nó bền bỉ theo thời gian là cái nhất. Cái thứ hai là khi các bác bơm, nó bơm cực là nhanh và nhẹ luôn nhé. Đấy, không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu. Em sẽ lên cho bác con bơm đầu tiên. Các bác đang theo dõi trên màn hình. Con bơm này là bơm, đây em cầm lên cho bác, cầm gần lên cho bác xem nó dễ nhé. Đây, con bơm này là bơm rồng các bác. Bơm này logo con rồng. Bơm này là nó tên là mẫu bơm Dragon phiên bản rồng các bác nhé. Đấy, cái mẫu này thì hiện tại chân là chân gấp này các bác. Đấy, chân gấp khá là xịn sò đúng không? Cái mẫu bơm Dragon này thì khẳng định các bác là top 1 trên thị trường Việt Nam. Cái này thì sẽ đầu lọc ẩm là lọc ẩm to. Trong thân bơm sẽ có nước, sẵn nước làm mát rồi. Hàng này đây các bác nhìn này, Made in Japan này. Đấy, cái này thì hiện tại là nó là hàng của Nhật nhé. Đấy, hàng của Nhật. Con bơm rồng này đang được bên em bán với giá công khai cho anh em 1.300.000 bao ship tận nhà. Mức áp tối đa cho các bác bơm mẫu này lên đến 400 cân nhé. Con này có sẵn nước làm mát trong bơm rồi. Khi các bác bơm nó sẽ làm mát bơm tốt, nó không bị nóng ngưng sim, bơm nó cực kỳ là bền. Bảo hành cho anh em 12 tháng thì anh em cứ yên tâm, chất lượng đỉnh của chóp nhé. Đấy. Còn rẻ hơn 100.000 thì lên cho bác con bơm VIP hiệu sư tử nhé. Con bơm VIP hiệu sư tử này đây, các bác lưu ý logo VIP hiệu sư tử chân gấp nhé. Đấy. Con này lọc ẩm là lọc ẩm to, đồng hồ là đồng hồ to. Hiện tại cái mẫu này đang được bên em bán với giá bao nhiêu ạ? 1.200.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Các bác cái mẫu này bên em đang khuyến mại nhé. Giá thị trường người ta đang bán khoảng độ tầm 1.3, bên em bán khuyến mại cho anh em 1.200.000. Mẫu này cũng bảo hành cho anh em 12 tháng, đồng hồ cũng là đồng hồ dầu xịn sò nhé. Con này bao cho các bác mức áp tối đa khoảng độ tầm 350 cân các bác nhé. 350 cân trên một nốt nhạc. Đấy, không đến nốt nhạc thứ hai. Bơm VIP hiệu sư tử là 1.200.000. Bơm Dragon phiên bản con rồng này là 1.300.000 các bác nhé. Đấy. Bên em ship code COD đồng kiểm 63 tỉnh thành. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Hàng đúng như mẫu mã, đúng mô tả, đúng chất lượng, các bác nhận hàng thanh toán cho em. Hai cái mẫu này bảo hành cho anh em 12 tháng. Các bác mua phụ kiện đi kèm đầy đủ như này. Tặng cho bác thêm một lọ dầu soi cua như này nhé. Đấy. Còn mẫu bơm thứ ba thì lên cho bác con bơm này là con bơm đây. Con bơm này đến từ một thương hiệu cũng khá là đỉnh đám các bác nhé. Đấy. Con bơm này là bơm Honda các bác nhé. Đấy, bơm Honda. Con này thì cũng khá là xịn sò chất. Đây, các bác lưu ý đây, con bơm này bơm Honda, chân gấp này, đấy, chân gấp. Đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu 50 mpa các bác nhé. Đồng hồ dầu 50 mpa. Con này cũng có sẵn nước làm mát trong bơm rồi. Đấy, van xả áp đây, chân gấp đây, các bác gấp vào cho vào ba lô đi rừng đi phượt, các bác cho vào túi hờ bao, rất chi là gọn nhẹ và xịn sò nhé. Mẫu này mức áp tối đa bao cho anh em bơm khoảng 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc. Mẫu này giá 900.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đấy. Mẫu Honda này giá là 900.000. Còn các bác nào muốn rẻ hơn thì các bác có thể tham khảo cho em cái dòng bơm này. Đấy, rẻ hơn thì có mẫu FB con báo. Mẫu FB con báo phiên bản đặc biệt này thì giá thị trường đang bán khoảng tầm 800 đến 900. Bên em duy nhất ngày hôm nay bán khuyến mại cho anh em nhé, 700.000 FB con báo chân cấp này. Đấy, các bác nhìn này. Đồng hồ cũng là đồng hồ dầu, lọc ẩm to. Đấy. Mẫu này bao cho anh em bơm mức áp tối đa 300 cân nhé. Đấy, FB con báo phiên bản đặc biệt nhé. Giá thị trường đang bán khoảng độ tầm 800. Hôm nay khuyến mại cho anh em còn 700.000 nhé. Đấy. Thì các bác đang theo dõi ở trên video màn hình. Đây đều là bốn cái dòng bơm tay cao áp, đồng hồ to, lọc ẩm to. Giá thì bao giá rẻ nhất toàn thị trường cho các bác nhé. Đấy. Các bác nào muốn mua con bơm đồng hồ to lọc ẩm to FB con báo, con này là 700 nhé. Con bơm Honda này là 900. Đấy. Con bơm VIP này hiệu sư tử là 1.200. Con bơm đầu rồng này là 1.300.000 các bác nhé. Đấy. Nói chung là mỗi bơm thì có một cái ưu nhược điểm khác nhau, nhưng giá tiền nó cũng khác nhau các bác. Đấy, thì các bác
mua bơm thì các bác lưu ý cho em, mình cố gắng lựa chọn cho mình một bơm tốt tốt, mình bơm cho nó thoải mái là cái nhất. Cái thứ hai là bơm nó lên nhanh, nó đỡ mệt. Còn những cái bơm rẻ tiền thì nói thật các bác là bơm nó vào chậm mệt lắm, các bác bơm xong lại phải nghỉ một lúc hoặc nghỉ một thời gian đấy, mình không thể đi ngay được. Nhưng đối với những cái mẫu bơm cao cấp này thì các bác bơm một cái thì nó vào rất chi là nhanh, có thể nó bằng hai cái trên cái bơm thường kia, nên các bác cân đối kỹ trước khi mua nhé. Đấy, vì tiền nào thì của đấy rồi, giá cả luôn luôn đi đôi với chất lượng các bác nhé. Đấy, thì một cái video rất chi là ngắn nhé, em giới thiệu cho bác về qua bốn cái dòng bơm tay cao áp đang làm mưa làm gió trên thị trường. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác theo dõi video của em. Chúc các bác và gia đình luôn luôn khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chào các bác.